Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Nuôi mèo trong phong thủy. Thế nào là phong thủy tốt? Nhà cửa sạch sẽ, ánh sáng đủ, nhiều tiếng cười là phong thủy tốt. Nhà các vị có được như vậy, không cần mời Khải Toàn đến vẫn có phong thủy tốt. Người sinh mùa thu thiếu mộc nên nuôi mèo thỏ, sinh mùa đông thiếu hỏa nên nuôi chó. Bất luận bạn nuôi động vật nào, nếu bạn có lòng yêu thương động vật, không hại chúng, không sát sanh, bạn hẳn là người thiện lành. Trong bát tự, mèo là mão, được xem là dần mộc, tức là tiểu hổ. Những ai sinh mệnh ngày thuộc mậu thổ, gặp dần mộc là có lợi, vận chuyển biến tốt. Những ai sinh mùa thu đông hoặc lá số kim quá vượng, ví dụ lá số có tam hợp bởi thân dậu tuất hoặc là tỵ dậu sửu, rất thích hợp nuôi mèo. Người kỵ kim thường sinh từ giữa tháng 8 cho đến giữa tháng 11 dương lịch. Thời điểm này là dư kim thiếu mộc. Người cần mộc có thể nuôi bao nhiêu con mèo tùy thích, nếu đáp ứng được việc chăm sóc chúng. Mèo đen tượng trưng cho hành thủy mộc. Mèo lông vàng rất là nhiều mộc hỏa. Mèo lông trắng giảm đi tác dụng phong thủy vì lý do màu trắng thuộc kim. Người không thích hợp nuôi mèo thường sinh vào mùa xuân, tầm giữa tháng 2 cho đến 4 tháng 5 dương lịch, và người sinh vào mùa hè, tầm tháng 6, 7, 8 dương lịch. Bát tự những người này dư mộc hoặc hỏa, khó thích hợp nuôi mèo. Nếu nuôi nên chọn mèo màu sáng, màu trắng xám hoặc màu đen, và không nên thường xuyên gần chúng. Giả dụ không thể nuôi mèo, có thể đặt tự mèo được không? Câu trả lời vẫn là tốt. Tuy nhiên, một bức tranh, một hình tượng không thể nào tác động mạnh từ trường bằng một con mèo, một con vật chạy nhảy trong nhà. Hình tượng mèo phổ biến là Hello Kitty hoặc là Doraemon. Những hình tượng này tăng vận mộc cho người thiếu mộc. Có thể bài trí, tranh hoặc đồ chơi. Thú bông có hình dạng Hello Kitty, Doraemon, mèo, thỏ trong phòng của trẻ nhỏ thiếu mộc. Theo đồ hình này, nếu một thành viên nào đó thiếu mộc, ta trợ vận cho thành viên đó bằng cách đặt chuồng mèo vào. Ví dụ, nữ gia chủ sinh mùa thu thiếu mộc, đặt chuồng mèo tại Tây Nam. Người cha thiếu mộc đặt ở Tây Bắc. Nếu thành viên nào đó kỵ mộc, vận hạn kém, tự khắc mèo sẽ thường xuyên ngủ tại phương vị ấy. Đây là một điều kỳ diệu trong phong thủy. Thảm lót cho mèo nằm tốt nhất là màu xanh lá thuộc mộc, hoặc màu đen màu xanh dương thuộc thủy. Không nên dùng thảm màu đỏ, màu đỏ của hỏa, và không nên dùng thảm màu trắng xám của kim. Tóm lại, nếu bạn thiếu mộc thì nuôi mèo là cách tăng vận tốt nhất. Hãy chăm sóc chúng tốt nhất có thể. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.